Tên chút kia đừng lại. Tên chút kia đừng lại. Chạy đi Kim, chạy khoai tây đây. Đâu rồi? Tên cướp rồi. Mày là tên cướp rồi. Chạy bim bim đi. Chạy khoai tây đây. Lớn nhà đâu rồi? Không đi làm ăn đâu, đi ăn cướp. Cảnh sát ơi, bắt đầu ông cướp này lên tù đây. Đi. Tha cho tôi đi cảnh sát. Không, đi làm tù. Tha cho tôi đi. Đi làm tù. Tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi. Là là con chim kìa. Chim ở đâu? Chim ở đâu? Ở kia kìa. Wow. Wow, con chim này đẹp thế. Để em ném rớt con chim này xuống. Em ném bắt phát bắt chúng anh kìa. Ném chính xác đây. Đứa nào? Đứa nào? Đứa nào em chết vào mặt anh thay đại ca đi hả? Hai nhóc kia, đứa là ai? Ơi, ném chúng anh Thái đại ca rồi các bạn ạ. Hai nhóc này, đứa nào ném dép này vào mặt anh Thái đại ca hả? Dạ đứa này ạ. Không phải em, anh Thái ơi, đứa này nè. Thế rốt cuộc là đứa nào? Đứa nào ném dép vào mặt anh Thái đại ca hả? Đứa nào? Hai đứa này không đứa nào nhận đúng không? Không nhận, anh thu chiếc dép này. Mà cầm gì trên tay, đưa đây cho anh, quay tay hả? Thằng nhóc kia, cầm gì đưa nó đây. Em đâu có cầm gì đâu. Cầm bim bim mà còn chối à, đưa đây. Các bạn ơi, hai đứa kia hư quá các bạn ạ. Ném dép vào mặt mình mà không biết nhận lỗi. Còn cãi các bạn ạ. Mình thu được gói khoai tây, gói bim bim các bạn ạ. Còn heo. Các bạn ơi, mình bị mất gói bim bim rồi các bạn. Bây giờ phải làm sao? À, hai mình đi kiếm anh cảnh sát lấy lại gói bim bim đây. Các bạn ơi, sáng giờ chưa bắt được tên cướp nào các bạn ạ. Anh cảnh sát ơi, anh cảnh sát ơi, có cướp. Cướp ở đâu? Cướp ở đâu? Tên cướp bên này nè anh cảnh sát. Không phải, tên cướp bên này nè anh cảnh sát. Giờ rốt cuộc bên này hay bên này? Tên cướp này bên này nè anh cảnh sát. Không phải, bên này nè anh cảnh sát. Tên cướp kia đúng phải. Thơm nó giòn nó ngon lắm các bạn ạ. Oh no. Wow. Anh cảnh sát ơi, tên cướp đứng ở đầu kia kìa anh cảnh sát ơi. Tên cướp kia đứng lại. Bim bim ngon quá các bạn ạ. Wow. Hả cảnh sát chạy thôi. Kia đứng lại. Tôi đâu có làm gì đâu anh cảnh sát. Đứng lại. Tôi có làm gì đâu anh cảnh sát. Đừng có đuổi tôi. Tên cướp kia đứng lại. Tên cướp kia đứng lại. Chả bim bim chả khoai tây đây. Đâu tên cướp rồi. Mày đến tên cướp rồi. Chạy bim bim đi. Chạy khoai tây ơi. Lớn nhà đâu rồi? Không đi làm ăn lo đi ăn cướp. Cảnh sát ơi, bắt đầu ông cướp này vào tù đây. Đây. Wow. Tha cho tôi đi anh cảnh sát. Không, đi làm tù. Tha cho tôi đi. Đi làm tù. Tha cho tôi đi.